Người đẹp và quái vật. Người đẹp và quái vật. Ngày xưa có một con quái vật to lớn. Người lái cầu buôn dầu. Ngày xưa có một người lái buôn rất là hiền lành và tốt bụng. Ông sinh được 5 người con gái. Những con gái đầu của ông và con gái út của ông đều rất là xinh đẹp, hiền hậu. Tuy nhiên người con gái út thì xinh đẹp nhất. Cô ấy được đặt tên là Hoa Hồng. Tất cả những cô gái khi lớn lên đều được các chàng trai sẽ theo đuổi mà từ chối không hết. 10 con gái đầu tiên người con gái mà từ chối không hết. Người con gái đầu tiên từ chối không hết. Tất cả những người con thôi chắc là phải đọc chuyện. Ông cô gái tốt bụng hay giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Thường xuyên phải từ chối những lời cầu hôn của các chàng trai. Khi tai họa ập đến, thuyền buôn của cha cô gái, của cha các cô gái thì bị phá sản. Ông chỉ có thể hy vọng vào đoàn tàu đánh bắt ở xa của mình. Rồi một hôm, ông nhận được tin họ sẽ trở về. Các con ông thì rất vui mừng, tranh nhau xin cha đá quý, những món đồ đắt tiền. Nhưng bên cạnh đó, hoa hồng thì chỉ xin bố đúng một bông hoa hồng nhỏ. Một bông hoa hồng nhỏ. Khi ra đến bến cảng, ông được thông báo rằng đoàn tàu của ông được gặp cơn bão thì bị đắm hết. Ông buồn bã cưỡi ngựa quay mặt về nhà. Trên đường về, không may cho ông gặp phải cơn bão tuyết lớn và bị đi lạc trong rừng. Ông nhìn xung quanh và thấy một lâu đài cách đó không xa. Ông gọi cửa nhưng không có tiếng đáp lại. Khi ở trong lâu đài, ông nhìn thấy ngoài sự ấm áp cạnh lò sưởi còn có đồ ăn, thức uống, chỗ ngủ, ga trải giường đã trải sẵn ra đó. Nhưng quan trọng nhất, ông thấy một bông hồng cực kỳ xinh đẹp. Sáng hôm sau bão tan, ông ngắt bông hồng rồi rời đi. Ông rời đi, ở trong nhà bỗng nhiên ông thấy một tiếng gầm rú lớn. Khi ông quay lại, thấy quái vật dữ tợn có thân hình như người, nhưng đầu lại là đầu của một con sư tử. Nó quát lên: "Ta đã cho ngươi ăn, cho ngươi ngủ nhờ, mà ngươi lại dám ăn trộm bông hồng quý báu của ta. Ta xin ngươi, ta chỉ xin ngài một bông hồng để cho con gái của ta mà thôi." Con quái vật nói: "Được thôi, ta sẽ cho ngươi bông hồng. Tuy nhiên, phải có một điều kiện. Ta sẽ tặng ngươi nhiều đồ vật quý, nhưng một cô con gái của ngươi phải đến đây và tự nguyện sống với ta." Người lái buôn buồn rầu và lo lắng. Tại sao con quái vật lại biết ông ấy có nhiều con nhỉ? Để báo sống đến sống cùng. Người lái buôn buồn rầu và lo lắng về nhà, ông kể cho các con nghe mọi chuyện. Các con của ông đều dễ nảy lên. Không ai chỉ đến lâu đài, chỉ có hoa hồng nói: "Con quái vật chắc có phép thuật. Con nghĩ con nên đến gặp nó. Nếu không, gia đình ta sẽ không được yên đâu, sẽ không được yên thân." Khi đến nơi, cô ngạc nhiên thấy những bông hồng rất thơm tỏa khắp lâu đài. Các căn phòng đẹp đẽ và ấm áp dễ chịu. Hơn nữa, thức ăn ở đây cũng rất là ngon miệng. Quái vật thì còn tặng cô một chiếc gương thần để cho cô có thể nhìn thấy người thân. Nhiều tháng trôi qua, quái vật thì rung động trước sắc đẹp của nàng, sự tốt bụng của hoa hồng. Hắn đã cầu hôn cô, nhưng cô thì hoàn toàn từ chối. Xấu quá, làm sao mà đồng ý được. Một ngày qua chiếc gương thần, hoa hồng biết được cha cô đang bị ốm nặng. Hoa hồng xin được quái vật cho cô được về thăm cha. Quái vật nói: "Nàng thì có thể về, nhưng phải hứa với ta quay lại sau một tuần." Cô đồng ý. Quái vật đưa cho cô một bông hồng và dặn: "Bông hồng này sẽ giúp nàng chữa bệnh cho cha và trở về nhà nhanh hơn." Khi trở về nhà, cô cho cha người bông hồng và cô ấy
cha cô lập tức tỉnh lại.